Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay miền Bắc trưa chiều vẫn có lúc hửng nắng ấm, nhưng trời nhiều mây và có gió nhiều hơn. Dự báo chiều tối và đêm nay Bắc Bộ sẽ có sự biến đổi thời tiết đáng kể. Nguyên nhân chính là do khối không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường xuống, nén, làm đẩy rãnh áp thấp sẽ gây mưa gia tăng dần trở lại cho khu vực này, cùng với nền nhiệt độ có xu hướng giảm mạnh trong vài ba ngày tới. Cùng chung xu thế thời tiết đó, thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng mây xen kẽ, nhiệt độ cao nhất là 26 độ. Cảm giác lạnh vẫn duy trì. Từ chiều tối và đêm nay, thời tiết bắt đầu có sự thay đổi do ảnh hưởng của không khí lạnh. Thấp nhất đêm nay chỉ khoảng 17 độ. Về đêm và sáng sớm có thể xuất hiện mưa rải rác. Quý vị nếu phải di chuyển trong thời điểm này, cần lưu ý. Với các tỉnh Trung Bộ, trưa chiều nay nhiệt độ trong khoảng 26 đến 28 độ ở phía Bắc và từ 28 cho đến 31 độ ở phía Nam. Cùng với quá trình khối không khí lạnh dồn xuống phía Nam, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên mưa dông cũng sẽ gia tăng dần trên khu vực này và nhận định khả năng Trung Bộ sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay có mưa rải rác, tập trung về chiều tối, nhiệt độ ban trưa khoảng từ 27 đến 28 độ. Thời tiết vẫn còn tương đối tạnh giáo, nhưng từ tối đêm nay cho đến ngày mai sẽ có sự thay đổi do ảnh hưởng của không khí lạnh. Tối và đêm mức nhiệt hạ về còn 23 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thời tiết vẫn ổn định. Trưa chiều nay nhiều mây, có lúc hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là 32 đến 33 độ, thấp nhất đêm nay hạ về còn 25 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.